Bữa hôm trước á, Hoshi đang livestream vừa nấu ăn vừa trò chuyện với cả nhà thì có làm một cái món gỏi ăn rất chi là ngon. Mọi người ai ai cũng hỏi Hoshi với là công thức gỏi này làm sao. Đặc biệt là có một số chị hỏi về nước mắm trộn gỏi. Mà trên livestream thì lúc đó Hoshi chỉ có thể đọc công thức thôi. Cho nên mình muốn làm video này để hướng dẫn cho cả nhà công thức từ A tới Z, xem cách làm như thế nào, cụ thể ra sao để ai ai xem xong cũng có thể làm được cái nước trộn gỏi thần thánh này nha. Ok, bước 1, cả nhà sẽ cho vào nồi 1 lít nước mắm đề nhị, 500ml nước lọc, 700g đường, 200g tương ớt Chinsu và một muỗng bột ngọt. Đó, quá đơn giản. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp hạ lửa nhỏ rồi vừa nấu vừa khuấy. Khuấy đều tay cho đến khi nào hòa tan hỗn hợp đường là ok. Cả nhà sẽ dùng vá khuấy cho nhanh nha. Như vậy thì nước mắm mới tạo ra cái lốc xoáy và nhanh tan đường được. Chứ mấy anh chị em đừng có đứng chống nạnh rồi cầm đũa đứng khuấy khuấy hoài. Là tới chiều luôn cũng vẫn chưa xong đâu nha. Cái nồi này thường cả nhà hay hỏi Hoshi lắm nè. Hoshi cũng có từng giới thiệu rồi đó. Cả nhà cứ vào hoshistore.vn. Ở đó tuy những cái số lượng không có nhiều nhưng mà cả nhà thường xuyên vào đó dạo dạo, ngắm ngắm là đảm bảo săn được những cái dụng cụ chất lượng xịn sò mà cả nhà thường thấy Hoshi làm. Đặc biệt là những cái dụng cụ mà cả nhà thích ha. Ở đâu mà cứ có Hoshi Fan đại sứ thương hiệu thì cả nhà sẽ không bao giờ phải lo về cái câu chuyện chất lượng. Cả nhà lưu ý là mình không có nên vặn lửa lớn. Nếu không là nước mắm sẽ dễ bị sôi lên và trào ra bên ngoài. Đó, bây giờ cả nhà bắt đầu thấy bọt tụ lại nè. Mình sẽ dùng vá vớt sạch sẽ ra rồi tắt bếp ngắt nồi xuống để cho nước mắm tới khi nào thiệt là nguội. Sau đó mình sẽ cho vào đây 80g tỏi băm và 80g ớt sần xay nhuyễn. Cuối cùng mình sẽ cho vào thêm 300ml nước cốt tắc. Bạn nào mà không có tắc thì mình có thể dùng khoảng 80-100g bột chanh ha. Đó, bây giờ mình sẽ khuấy đều lên nè, rồi cho vào hũ thủy tinh đựng thôi. Cả nhà thấy cái hũ này đẹp không? Bởi vì do chứa cái logo của mọi nhà đó. Cái logo mà chứa không biết bao nhiêu loại sốt ngon, những cái bí quyết và đặc biệt là chứa cái tình cảm chân thành của Hoshi Fan dành tặng cho cả nhà. Vậy là xong rồi đó. Mỗi lần mà cả nhà muốn trộn gỏi, ăn gỏi, ví dụ như là gỏi ngó sen tôm thịt hay là bò bắp thấu nè, hoặc là những cái công thức gỏi mà Hoshi làm trước đó, cả nhà chỉ cần xem lại thôi ha. Tới lúc trộn mình cứ cho vào khoảng 5-10 muỗng, tùy theo cái số lượng trộn và cái khẩu vị của mỗi người là đảm bảo ngon liền. Hoặc là bạn nào mà chưa biết làm, sắp tới Hoshi có hướng dẫn những cái món gỏi, mình sẽ đăng lên sau cho cả nhà xem nha. Ok, chúc cả nhà thành công nha. Toàn bộ danh sách nguyên liệu để cả nhà đi chợ, đặc biệt là những cái loại gia vị dụng cụ mà Hoshi tin dùng mà cả nhà thường hay thắc mắc nhắn tin hỏi Hoshi á, mình cũng sẽ để thông tin tìm hiểu ở đây cho cả nhà luôn ha. À, đừng quên like, share, đặc biệt là bấm theo dõi trang để đón xem những tập tiếp theo nha. Hẹn gặp lại.